Để chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, chiều nay Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện giám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố. Trong năm, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố thụ lý hơn 9.100 hồ sơ, bao gồm 6.319 vụ việc các loại án. Tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh 24/29 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án thuộc diện chỉ đạo của cấp ủy địa phương được dư luận xã hội quan tâm, các vụ án liên quan đến phòng chống COVID-19. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không có oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Trong năm, tòa án hai cấp đã thụ lý giải quyết 5.204 vụ việc về dân sự, tiếp nhận và giải quyết 239 đơn khiếu nại tư pháp theo quy định của pháp luật về tố tụng. Tuy nhiên, tỷ lệ án hủy sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn, tỷ lệ giải quyết án dân sự của một số đơn vị trực thuộc chưa đạt theo chỉ tiêu Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao giao. Một số ít vụ án tiến độ giải quyết còn chậm để kéo dài. Thời gian đến, tòa án hai cấp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng đối với cán bộ công chức, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán, nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết vụ án, tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án.